Hiện nay những thông tin về thiên tai lan đi rất nhiều, rất phức tạp. Thật hay giả thì ta không cần hỏi, chẳng cần quan tâm đâu. Mấu chốt hoàn toàn ở chính mình. Khi nghe những thông tin này, tôi không nghe gì khác. Tôi chỉ nghe xem biện pháp gì có thể đối phó với tai nạn này. Tôi chỉ cần biết điều đó thôi. Kết cục là thông tin từ bốn phương tám hướng đều bảo niệm Phật. Niệm Phật là bổn hạnh của chúng ta mà. Hiện nay chúng ta đang niệm Phật. Niệm Phật có thể hóa giải. Quý vị tin nổi không? Chính xác thực tế có thể tin được điều này. Trong Di Giáo Kinh, Đức Phật dạy rằng: chế tâm nhất xứ vô sự bất biện. Trong bộ kinh này trước đây chúng ta đã có học, chỉ tâm nhất xứ cũng là vô sự bất biện. Ta chỉ cần đem tâm an trụ vào Phật A-di-đà thì vấn đề được giải quyết xong. Tùy tai họa này ta phải đi, nhưng ta đi đến đâu? Đến thế giới cực lạc, không đến nơi nào khác. Nếu không phải đi, như vậy là ta có sứ mạng phải đưa một tốp người đến thế giới cực lạc. Cho nên ứng phó với thiên tai thì quyền chủ động nằm ở chính mình, không phải ở người khác. Ta không thể không biết lý lẽ này. Điều đó có thật, không hề giả dối. Thiên tai chẳng hề đáng sợ. Khi quý vị đã hiểu nó thật sự rồi thì nó lại là một việc hay. Tại sao chứ? Bởi vì quý vị sẽ sớm được thành Phật. Đấy là việc cầu còn không được. Tôi còn phải tìm nơi an toàn, chỗ này chỗ kia để ẩn náu không? Không cần. Nơi nơi đều là thế giới cực lạc. Như Ngài Trung Phong từng nói trong Hệ Niệm Pháp Sự, Trung Phong Thiền Sư có nói: tâm ta chính là Phật A-di-đà, A-di-đà Phật chính là tâm ta. Nơi này chính là tịnh độ, tịnh độ tức thị nơi này. Có cần tìm đâu nữa không? Không cần. Nếu chúng ta tu hành thật sự thì nơi chúng ta ở sẽ không có tai ương hoạn nạn. Chúng ta đừng uổng công khi học Phật Pháp. Khi quý vị đã thấu triệt thật sự những đạo lý, tánh tướng, lý sự, nhân quả này rồi, quý vị sẽ như như bất động. Nơi nào có duyên thì đến nơi đó ngủ. Chúng ta ở trên thế gian này không có chuyện gì cả. Ngoài việc đọc kinh niệm Phật ra thì không có việc gì khác nữa. Chúng ta đọc kinh, chia sẻ, niệm Phật nơi đây không hề bị chướng ngại. Đấy là khẩu duyên. Đấy cũng là thế giới cực lạc. Đấy chính là bảo độ.
Cũng có nhiều nơi ở nước ngoài muốn mời tôi sang. Tôi chẳng nêu điều kiện gì, chỉ cần ngày nào cũng có thể giảng kinh, ngày nào cũng được chia sẻ với mọi người. Bạn cùng học, đạo hữu rất nhiều, ngày nào cũng lên mạng, cũng lên truyền hình vệ tinh. Chỉ cần ngày nào cũng cùng được chia sẻ, cùng học tập với các bạn đồng tu ở khắp nơi trên thế giới, thì duyên này chính là duyên thù thắng. Đến đâu cũng thế thôi. Cho nên đôn văn giả chi tính hết sức quan trọng. Chúng ta phải thể hiện như như bất động, mọi người mới càng tin. Nếu chúng ta mà tìm chỗ nào để lánh nạn thì sẽ chẳng ai tin ta nữa. Người học Phật đâu như thế, chút xíu định công mà cũng không có được sao? Đó là sai lầm. Cho nên tin, kế sau tin phải có nguyện, nguyện tiếp theo phải có hành, thì chúng ta sẽ thành công.